chào mọi người đã quay trở lại với Bắp TV. Hiện tại mình đang ở dưới chân của Mũi Trèo. Mũi Trèo này thì cũng có rất nhiều YouTuber đã review về nó rồi, như Ném TV này, Hải Thách Thức Tôi này, thêm gì nữa, Giám Hát Trung Tả này, cũng đã có quay những cảnh về ở đây rồi. Mình sẽ quay cho các bạn xem Mũi Trèo về mùa xuân nó như thế nào, có giống như mùa hè các bạn có thể đến những kênh YouTube mình vừa nói hay không. Bây giờ mình đang đi tìm đường để đi xuống dưới chân của Mũi Trèo. Bữa nay là mùa xuân cuối mùa đông thì những cái đường gần mũi nó bị sạt lở hết cả rồi, thế nên mình phải đi một đoạn đường xa để đến đấy. Nhưng mà tìm để mình đi tìm. Hôm nay mình đi quay thì ngay mùng năm Tết, người đến đây chụp ảnh check in rất cùng nhiều lắm. Giờ mình đang đi tìm đường để xuống, nhưng mà đêm nay xa lắm. Đang đi tìm đường để đi xuống phía dưới chân của Mũi Trèo. Cảm nhận của những người đã đi xuống thì nói là có sức khỏe thì nên đi xuống, còn không có sức khỏe thì thôi. Mình cảm thấy những người đi lên thì thở rất là hiu. Con đường nhỏ này người ta cũng có làm những cái bậc thang để cho người đi xuống, nhưng mà trời mưa thì cũng có thể mình thấy đậm mòn hết cả đấy. Khả năng là do trời mưa đã sỏi mòn đi những cái bậc thang này rồi. Nếu như bạn nào muốn đến Mũi Trèo mà muốn đi xuống phía dưới chân của mũi á, thì cứ đi theo con đường mà mình đã chạy thì sẽ xuống được nhé. Ừ.
Ở đây có những gốc đá không biết có phải là kiến tạo từ nham thạch không, nó có hình thù lỗ lỗ như là tổ ong này. Ở trong này có một cái hang nhỏ. Ui Ở trong này có một cái hang nhỏ mà không biết nước từ chỗ nào mà chảy xuống đẹp chưa. Mình nghĩ nước này là từ những cái hang đá bên trong, không biết là đây nước mặn hay nước ngọt, để mình thử này. Nước ngọt các bạn ạ. Nước ngọt cả bạn nhé, nước khá là mát và ngon, nước từ trong lòng đất thiên nhiên. Bạn nào có chỗ đấy mà có khát nước thì có thể uống nước từ đây. Nước ngọt thì không phải là nước mặn. Mình đi đấy thì mùa đông mùa xuân thì sẽ có mình thấy được đấy, nhưng mà không biết mùa hè thì nó có được như thế này hay không. Em thử uống đi. Những tảng đá ở dưới chân bên đây là có kiểu như là đá dung nham ấy, đá dung nham của núi lửa ấy, nó còn đồng lại. Đây, phía bên này nó đá nó có từng dòng chảy như là dung nham núi lửa phun trào lên. Mà không biết ở đây còn núi lửa hay không, mà khả năng dưới chân đây là đá dung nham đấy. Phía trên kia là cái mũi nhô ra của mũi treo. Cái mũi ấy khi xưa thì rất là dài ra ngoài
kia, nhưng mà theo thời gian thì bị nước biển bao mòn xả sạt vào cả rồi. Và đây là phía dưới chân của mũi treo. Ở trên cái mũi này người ta thường ngồi ở trên đây để chụp ảnh. Ở đây vừa rồi lúc này người ta có làm, người dân làm cho một cái dây để người tham quan có thể leo lên và leo xuống. Nhưng mà đi đường leo này thì cũng khó đấy, hơi là cao. Để xuống được phía dưới chân mũi treo này thì cũng có những con đường khá là gian nan để đi xuống, vì mũi này nó dừng thẳng đứng với so với cái mặt đất ở dưới biển này, thế nên phải leo một quãng dốc khá là cao. Nếu ai mà không cẩn thận đi thì sẽ bị ngã như chơi đấy.